Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và trong tựa game Rise of Kingdom thì có lẽ điểm tiêu diệt là một yếu tố then chốt quyết định xem người chơi đó có phải là chiến thần hay không. Và hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng mình đi tìm hiểu xem đâu là bốn người chơi sở hữu điểm tiêu diệt nhiều nhất ở trong tựa game này. Ở vị trí thứ tư, người đầu tiên mà chúng ta sẽ xem vào ngày hôm nay đến từ Kingdom 1254 và vị trí đền thờ thất thủ các bạn có thể theo dõi để ấn vào xem tận mắt. Liên minh Temple Run. Và ở vị trí R4 chúng ta có Bunny với số điểm tiêu diệt là 12 tỷ 186 triệu vạn. Mình sẽ không đọc tiếp cái phần tiếp theo. Thì là 12 tỷ 187 triệu nha, mình sẽ làm tròn. Đây là một con số điểm kill cực kỳ lớn. Và nếu chúng ta ấn vào dấu chấm hỏi ở đây thì Bernie có một cái điều mà mình đánh giá độc nhất vô nhị trong game hiện tại. Đó là anh ta là người duy nhất mà sở hữu cái số lượng kill rất là lớn. Đồng thời số lượng kill T5 của Bernie lớn hơn số lượng kill T4. Mặc dù ở khoảng cách ở đây chỉ là 300.000 đơn vị thôi, nhưng mà mình cũng đánh giá là đây cũng giải thích cho việc là tại sao Bernie lại xứng đáng là một chiến thần. Bởi vì anh ta đánh trong những kỳ KVK mà có lượng T5 rất là lớn. 400 triệu T5 và 400 triệu T4 là một con số không hề nhỏ. Nhất là trong game Rise Kingdom ấy, thì các bạn thường trao đổi kill với người ta ấy, các bạn sẽ không thể nào mà có thể là 1 đổi 10 đâu, rất là hiếm. Mà trong những kỳ cụm Kingdom mà nó có những người chơi mà tương đương lực với nhau ấy, thì thường sẽ là 1 đổi 2, 1 đổi 3 hoặc là 1 đổi 1. Thì với cái số lượng lính mà đánh trọng thương và chết ở đây lên tới 400, và đây 400 là 800 ấy, thì thật sự Bernie đã đốt rất là nhiều lính. Tức là cái điểm sức mạnh ở đây tuy chỉ là 339 thôi, nhưng mà nếu tổng power của Bernie thì chắc chắn hiện tại có thể nói là từ đầu đến cuối game hiện tại có thể là lên hơn 1 tỷ rồi. Ở đây thì chúng ta có thể thấy điểm chết của Bernie 93 triệu. Nếu mà chúng ta so sánh với 33 ở trong cái clip mà mình có làm về 33 ấy, thì 33 chết 81 triệu và Bernie thậm chí còn chết nhiều hơn 33 tới 12 triệu lính. Và mình có thể cam đoan với bạn đây là tất cả có thể là T5 hết. Đương nhiên có thể có một số lượng nhỏ T4, nhưng mà những người chiến thần ở đây họ chỉ xài T5 thôi các bạn. Và điểm tiêu diệt quá nhiều không thể hiển thị ở đây luôn. Thì trong kỳ KVK gần nhất ấy, thì Bernie đã tạo nên một ấn tượng cực kỳ lớn với cộng đồng game Royal Kingdom khi mà anh ta cùng với Giang Bot, một bot Hàn Quốc đến từ Kingdom 1365, đã tạo nên một cuộc chiến kinh thiên động địa. Mà mặc dù là kết quả không được có lợi cho phía Temple Run, nhưng thật sự là những đóng góp của Bernie đã khiến cho cộng đồng quốc tế có một fan trầm trồ. Ngoài ra thì Bernie cũng có một trang Facebook và anh ta cũng hoạt động khá là tích cực ở trên group Facebook của game, group quốc tế. Thì các bạn có thể lên và có thể giao lưu, đặt câu hỏi với anh ta bằng tiếng Anh. Anh ta cũng rất là hay tương tác với mọi người trên Facebook. Và tiếp theo ở vị trí thứ 3, đến từ Kingdom 1392, tương tự vị trí đền thờ thất thủ ở đây, các bạn có thể đến và xem trực tiếp. Đây là một clan, một liên minh người Trung Quốc hoặc là Đài Loan. Và ở vị trí R4 chúng ta sẽ không thấy anh này đâu, mà chúng ta phải xuống vị trí R3. Đây, 135 triệu sức mạnh. Và cái tên của anh ta sẽ được đọc như sau: Min Dông. Và Min Dông sở hữu điểm tiêu diệt lên tới 13 tỷ 019, mình sẽ làm tròn là 13 tỷ 020 triệu điểm tiêu diệt đi. Với số lượng chết, khá là chẵn, 20 triệu 890. Cái này mình xin phép đọc hết nhé. Số lượng lính chết của Min Dông thật sự mà nói mình đánh giá là không cao. Không cao so với các bot ở trong cái list này. Anh Min Dông này, anh ấy là một người chơi mà rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng game Trung Quốc. Và anh Min Dông cũng có một cái kênh YouTube. Nhưng mà anh ta thì đa số là anh ta giao tiếp cũng như là nói chuyện với mọi người bằng tiếng Trung. Chính vì vậy đa số những tin nhắn bằng tiếng Anh thì các bạn sẽ không nhận được phản hồi. Ở điểm tiêu diệt chúng ta có thể thấy là ở đây Min Dông đã làm trọng thương. Mình sẽ đánh là đã tiêu diệt đi ha. 624 triệu và hơn 400 ngàn T4 cũng như là 334 triệu. Mình sẽ cho là 334 triệu 500 ngàn T5 đi. Thì có thể thấy là lượng T4 của Min Dông ở đây cao hơn cái lượng T5 gần gấp đôi. Thì để lý giải cho việc này có thể nói các bạn luôn, đó là ở những kingdom mà seed không cao, không phải là những kingdom mà cái độ active cũng như là cái lực của kingdom quá mạnh ấy, thì chúng ta đa số sẽ có rất là nhiều T4 ra đầu. Chính vì vậy dẫn tới điểm kill của T4 sẽ cao hơn T5.
Thì ở đây mình sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về Min Jong luôn. Đó là Min Jong anh ta đã rất là nhiều lần là đánh phá người Hàn nha. Tức là những người Hàn mà có ý định độc chiếm một kingdom thì Min Jong đã tới và cũng như là giải cứu cho những cái người chơi Trung Quốc, Đài Loan ở trong cùng cái kingdom đó. Và mình nghe đâu là đã giải cứu tới 2 lần rồi. Và anh ta rất là hay bay đến những kingdom yếu để giải cứu cũng như là giúp kingdom nó win KVK. Và một cái điều nữa mà Min Jong cũng chia sẻ trên stream đó là anh ta không có up bao lên quá cao, anh ta chỉ muốn duy trì ở mức bao khoảng 100, dưới khoảng 150 triệu thôi. Mục đích ấy, để anh ta có thể hưởng thụ cái điều vui vẻ khi bị ra ly nhà các bạn ạ. Mình là mình bị ra ly nhà mình sợ lắm, nhưng mà những cái anh boss này anh ấy còn thích bị ra ly nhà cơ. Tại vì khi bị ra ly thì anh ta sẽ mang 7 đạo của anh ta là sầu quang, cũng như là được kiếm được nhiều kill hơn. Mình đấy đấy là một cái điểm hay và cũng là một cái mà giúp người ta chơi game vui vẻ hơn, thay vì chúng ta cứ quá tập trung là úp bao cao thì người ta lại chỉ kìm ở cái mức bao chỉ có 135 triệu thôi các bạn ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến top 2 những người có số điểm tiêu diệt cao nhất trong tựa game Rise of Kingdom, và mình rất là vinh hạnh được giới thiệu đến các bạn là boss của liên minh mình. Hiện tại thì boss đang ở vị trí R4. Boss là một người Trung Quốc và được gọi dưới rất là nhiều cái tên như là dưa hấu này, rùa này, boss chó này, boss bánh cứng này, boss hard bread này, rất là nhiều cái tên. Nhưng hiện tại thì trong clip này mình sẽ gọi là boss rùa, tại vì trong những cái avatar gần đây thì boss để hình một con rùa. Hiện tại thì boss đã đổi qua hình tên liên minh rồi. Thì ở đây boss rùa chúng ta có thể thấy là boss rùa có điểm tiêu diệt lên tới 15 tỷ 550 triệu điểm tiêu diệt. Wow, một con số mà mình phải nói là cực kỳ lớn luôn các bạn. Mình chỉ giết được có số lẻ của boss thôi mình đã thấy khó khăn lắm rồi mà boss giết tới 15 tỷ. Và chúng ta có thể ấn vào chấm hỏi để chúng ta thấy là ở đây boss giết gần gần 865 triệu T4 và 329 triệu T5. Thì có một số bạn sẽ để ý ở đây là tại sao mà boss giết tới 200 gần 240 triệu T1, thì mình sẽ lý giải các bạn luôn. Đó là có một giai đoạn trong những kỳ KVK2, KVK3 thì Kingdom 1545 đã xảy ra nội chiến và có rất nhiều người đã giật top đua thống đốc, và các bot của server đã quyết định là búp T1 để không cho họ giật top. Chính vì vậy nó dẫn đến con số là 200 triệu T, hơn 200 triệu T1 này. Nhưng mình đánh giá là nó cũng không thật sự ảnh hưởng khi mà hiện tại hệ thống điểm tiêu diệt cũng khá là chính xác. Và nếu mà các bạn thấy là hiện tại điểm của bot rùa so với những bot top 3 và top 2, top 4 hồi nãy ấy, cách biệt khá là xa. Tại sao mà bot lại giết tới 865 triệu T4 trong khi số lượng T5 dừng ở mức là hơn 300 triệu? Là tại vì các bạn theo dõi kênh của mình thì các bạn biết là kênh của mình Liên minh VCR chủ yếu tập trung đánh vào những kỳ KVK seed D, seed E và thậm chí là seed Z nếu được, nếu như mà có luôn đấy. Bên mình chơi theo kiểu là vui vẻ một nhóm người bình thường với nhau thôi. Chính vì vậy nên trong những KVK seed thấp như vậy thì số lượng người chơi có T5 và số lượng người chơi máu chiến thì khá là hạn chế. Và boss rùa luôn luôn là người mà tele ngẫu nhiên cũng như là swarm công trình và chủ động đánh open field rất là kinh. Các bạn có thể biết là trong những kỳ đua thống đốc là boss rùa thậm chí là đã có đợt mấy đợt mà hơn 1 tỷ điểm KE, các bạn biết là khủng như cỡ nào. Và mình thấy là vị trí hiện tại boss có là hoàn toàn xứng đáng, mặc dù những cộng đồng gamer quốc tế, những người mà thậm chí là chưa có gặp boss một lần nào trong KVK ấy, họ nhìn vào các bạn chỉ số này và ngay lập tức là họ kết luận là anh ta búp kill, nhưng mình có thể khẳng định các bạn luôn là hoàn toàn không phải như vậy nha. Ở điểm chết ở đây boss rùa chết 53 triệu T5 và cái lượng pao mà lớn nhất mà boss đã từng đạt được là 203 triệu. Thì có vẻ như là việc đánh ở KVK seed thấp ấy cũng khiến cho là những cái giai đoạn mà pre KVK ấy, boss rùa mặc dù luôn luôn trên ở vị trí top 1 nhưng mà sức mạnh của anh ta thì không tăng lên quá nhiều, tương tự như là cái anh Min Jong hồi nãy ở vị trí thứ ba ấy, thì boss cũng không muốn up lên quá to để chơi cho nó vui vẻ. Nhưng mà con số 53 triệu này thật sự đối với một account mà chỉ có 157 triệu pound thì mình đánh giá là rất là cao. Các bạn cũng có thể ấn vào album hình của boss rùa để xem số lượng lính mà boss đã chết trong những kỳ KVK gần đây. Một số điều chia sẻ về boss rùa thì có vẻ anh ta, mình thấy anh ta là một người khá là vui tính và rất là hòa thuận, cũng như là rất là hay chôn ở trên Kingdom Chat, anh ta rất là hay chôn kiểu như là gáy để dụ địch ra vậy. Mỗi ngày boss rùa trong tất cả kỳ KVK thì mỗi ngày boss rùa đều bỏ ra 50.000 game để mua AP. Chính vì vậy dẫn tới việc là trong tất cả những kỳ KVK mà boss rùa có tham gia tận bây giờ, bất kể là bên mình thắng hay thua, bị nhốt hay không nhốt, thì boss rùa luôn luôn đứng top 1 danh dự và top 1 pre KVK.
Mình rất là vinh dự được chiến đấu với boss là đến tận bây giờ đã 6 mùa cây vì cây rồi. Một số thông tin bên lề thì thật sự mình cũng không biết là boss rùa làm cái công việc gì. Nhưng có vẻ anh ta làm khá là bận. Mình có nghe một số lần anh ta chia sẻ là anh ta quản lý một cái chuỗi nhà hàng. Ở đây thì mình không có xác nhận đúng hay sai, cũng có thể là trong những lần anh ta chém gió, anh ta gáy bẩn thì anh ta nói như vậy. Nhưng mà anh ta sở hữu một chuỗi nhà hàng và không phải chỉ ở Trung Quốc nhé. Và cuối cùng ở vị trí top 1 đến từ Kingdom 1556, vị trí cờ các bạn có thể xem ở đây để xem trực tiếp. Chúng ta có một cao thủ Open Field, một chúa tể trên chiến trường, một ngôi sao Hollywood và cũng như là một nhân vật trong một bộ phim vô cùng nổi tiếng ở trong giới điện ảnh. Chúng ta có Godfather, một người cha tốt. Vâng, thưa các bạn, với số điểm tiêu diệt lên tới 15 tỷ 778 triệu, mình sẽ không đọc số đằng sau nữa, mình sẽ cho là 15 tỷ 779 triệu đi, thì Godfather hiện tại đang là người chơi sở hữu số lượng kill ở top 1 trong game và cách biệt so với boss rùa không phải là quá nhiều. Chính vì vậy nên là trong kỳ KVK sắp tới thì không biết là khoảng cách của hai bên liệu có được nới ra không, khi mà 1556 chiến đấu ở một kỳ KVK dự tính là máu lửa và mới mẻ hơn rất là nhiều. Hiện tại boss Goodfather đang sở hữu số lượng kill T4 là 579 triệu và số lượng kill T5 là 490, mình sẽ cho là 497 triệu đi. Và đây cũng là số lượng T5 giết nhiều nhất của game hiện tại. Và ở vị trí thứ hai chính là top 4 hồi nãy là Bunny. Wow. 500 triệu T5 các bạn ạ. Về số lượng lính chết thì người cha tốt của chúng ta đã chết hơn 60 triệu lính. Đây là một con số mình đánh giá là cao. Đương nhiên là nếu mà so với một số người chơi mà đốt lính như Bunny hồi nãy thì con số này có thể nói là khiêm tốn hơn một chút. Nhưng mà thật sự là 60 triệu lính các bạn ạ. Tức là tổng power của Woodfather nếu mà nói đúng ra cũng phải rơi vào tầm khoảng gần 1 tỷ. Thậm chí là hơn. Khi có thể nói Woodfather sau kỳ KVK cực kỳ rực lửa và máu chiến đối với một Kingdom của Việt Nam là 1612 và đã cho 1612 nếm cay đắng, thì 1556 đã kêu gọi được rất là nhiều những người chơi Việt Nam, những boss top đầu Việt Nam bay đến và tạo nên một Kingdom 51 và tạo nên Kingdom 1556, một Kingdom có thể nói là mạnh top đầu trong game Rise Kingdom hiện tại. Còn về những thông tin bên lề về boss Goodfather của chúng ta thì thật sự là chúng ta không có nắm được thông tin gì nhiều ngoài việc anh ta xứng đáng là một chiến thần. Số điểm tiêu diệt này thực sự mà nói tăng rất là nhanh, bởi vì cách đây một thời gian thì Goodfather vẫn chỉ ở giành vị trí thứ hai thôi, nhưng mà chỉ sau một kỳ KVK với 1612 cũng như là trước khi mà 1612 nhập cư về 1556 thì boss Goodfather đã có một màn tăng điểm tiêu diệt cực kỳ ấn tượng và vươn lên vị trí top 1. Nhưng đây cũng là một cái cuộc ganh đua rất là gay gắt ở trong vị trí top 1, bởi vì hiện tại khoảng cách chỉ là 200 triệu điểm tiêu diệt mà thôi. Mở đèo sắp tới thì nếu mà bên mình mở đèo 5 thì có thể là boss Woodfather này sẽ bị tụt top xuống top 2. Nhưng mà khi 1556 với kỳ KVK mới hạnh phúc thời đại ấy, thì có lẽ Woodfather sẽ nhanh chóng bứt lên và giành lại top 1 thôi. Và cũng tiện đang ở Kingdom 1556 thì các bạn có thể check tọa độ đền thờ thất thủ như sau. Và mình xin phép được giới thiệu với các bạn luôn người chơi mạnh nhất của Riot Kingdom Việt Nam bây giờ, một niềm tự hào của giới rocker Việt Nam. Chúng ta có boss Phở với điểm sức mạnh là 541 triệu và điểm tiêu diệt là 6 tỷ 786 triệu. Thì đây, boss Phở hiện tại là người có lượng sức mạnh lớn nhất trong game và là một trong những chiến thần cực kỳ mạnh mẽ của cộng đồng Riot Kingdom Việt Nam. Với số lượng lính chết cũng lên tới 50 triệu điểm. Thì boss Phở đúng ra tổng pound của boss Phở nếu mà tính ra thì chúng ta sẽ có khoảng là hơn 1 tỷ pound. Và hiện tại thì boss Phở vẫn là người chơi mà có một lượng fan cực kỳ đông đảo ở Riot Kingdom Việt Nam. Và vừa rồi là clip tổng hợp về 4 người có lượng điểm tiêu diệt lớn nhất trong game. Và điểm tiêu diệt hiện tại của các bạn là bao nhiêu? Liệu các bạn có biết được ai khác hiện tại đang có số lượng điểm tiêu diệt lớn hơn 10 tỷ trong game không? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau.